Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay thì có dịp lên Lai Vung thôi bạn ơi, bầu quýt hồng. Hiện tại thì mình đang ở đâu biết chết liền á. Ừ, thị trấn Lai Vung, con beo nó vậy hên xui à. Thị trấn Lai Vung. Mà ở đây là thị trấn Lai Vung mà. Giờ hai chú cháu giọt thôi. Bữa nay là mình vô vườn quýt hồng của ông Sáu, bầu quýt hồng. Nó chơi cho vui chứ nghe nói là bữa nay chú Năm Dây Thun á có nói là bên vườn có ông Sáu á, thu hoạch vườn quýt hồng. Tại vì quýt hồng bạn là thường là 28, 29, 30 Tết á là ở vườn họ mới bắt đầu họ thu hoạch để họ bán cho mấy cái mối sỉ quà lẻ nè, để cho người dân họ dạng như họ trưng Tết rồi đó. Nên còn mấy cái ngày mà trước đó thì ít khi nào mà họ thu hoạch lắm. Thì quýt hồng á thì chủ yếu là đem trưng là chính rồi bạn ơi. Bởi vì mấy ngày thường á, như là mấy ngày như 25, 24 rồi á, thì ít khi nào mà mấy bạn đi chợ thấy quýt hồng lắm. Hôm nay nhân dịp vườn của ông Sáu thu hoạch cho quýt hồng á, nên mình lên quay một clip về quýt hồng cho bạn xem ha. Còn ngày hai ngày nữa là tới Tết rồi. Không khí nhộn nhịp không? Đường xá tấp nập chân, có không khí Tết liền. Bây giờ tranh thủ bào quýt hồng thôi, gần tới rồi. Rồi thấy quýt là tới Lai Vung rồi, quá trời quýt luôn. Hôm nay ta bán quá trời luôn bạn ơi, không phải quýt lậu nè. Hai bên đường á giờ này là bắt đầu người ta đã đem quýt ra trong vườn á, ra bán quá trời luôn. Chuẩn bị mình đi vô mình bào quýt. Đúng rồi, quýt hồng này theo mình biết chỉ có ở Lai Vung thôi bạn. Lai Vung là nhiều nhất, là xứ Lai Vung là xứ quýt mà. Quýt để tham quan du lịch rồi. Còn mấy địa phương khác cũng có trồng nhưng mình thấy ít lắm. Chẳng hạn trồng vài trái vài cây gì thôi chứ. Nói về trồng mà gọi là chảo là đồng tháp, nói về quýt hồng thì Lai Vung. Lai Vung là đứng đầu á. Nhưng là Hoa Sen thì tháp 10. Từ từ tới kia chút, chuẩn bị tới nhà rồi. Mỗi chỗ có đặt chân tới chút nữa. Đây tới nhà rồi, chỗ mà có điên lặng rồi, tại nay làm lỗ bất lỗ mới làm lỗ. Ồ, đây nhà ông Sáu trồng mấy cái bông lan đẹp quá bạn, quá đẹp quá đẹp. Nó chưa hết con bèo nữa mà đầu nó chuẩn bị nó bào rồi nè. Công nhận chưa, mới vô tới cửa đã bao rồi. Bây giờ ban ra sau vườn nè. Đi ra sau vườn thôi, ra sau vườn mình bao nhiều. Ồ, ở đây nhà ông Sáu có
nhãn lồng luôn. Nhãn lồng giờ ít thấy không? Nhãn lồng này mình chỉ có chân á. Chân nhà nó thơm dữ lắm. Lâu 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 năm rồi cái gặp mặt rồi còn sủa luôn. Cái này cái gì ta? Cái bông á, cứ cho là vậy đi. Ủa dưới đây ông sao ông nuôi cá bạn ơi, quá trời nè. Con cá gì mà dữ ta? Chắc cá cha, cá tai tượng nữa quá. Đây là quýt đường. Quýt đường được cái là ăn nó ngọt hơn là quýt hồng. Quýt hồng ăn chủ yếu là nói chung ăn cũng ngọt, bạn có trái cũng ngọt lắm. Nhưng mà chủ yếu là người ta chưng là chín. Cái gì vậy? Mèo nó manh động quá. Ừ. Con rùa đó vậy? Con rùa đó vậy? Rùa. Rùa gắn chung luôn. Ừ. Hai con lươn. Con gắn chung con rùa, cá sạc. Quá rồi. Con lươn này ung lá cách lai gai thứ gì chịu nổi trời. Nó giả cơ à? Nó lai gai. Tài xế phải không? Bắt tài xế đó. Bắt tài xế nhìn quen mà. Nghe nói là đi ở đây là cam sành đó quái. Cam sòn. Cam sòn. Wow. Đó nghe mình xe đây sâm tụ trơn nè. Cái này quýt đường nữa. Đây nè, có đây rồi. Quýt hồng. Ở bên đó. Là bên đó là cái vườn người ta du lịch cho khách du lịch tham quan á. Ô, trái quýt hồng á, đó gực ha. Nguyên đó là nguyên cái khu du lịch đó. Từ cái mí mương này qua anh đó là chỉ tham quan khách du lịch thôi. Còn bên đây là vườn nhà như vườn ông Sáu. Ông nào giờ không có kinh doanh về vấn đề du lịch. Dạng như bên đó đó, nhiều khi khách họ cần quá đó thì họ liên hệ qua anh đây nè. Có thể là mình cắt quýt bán cho họ. Wow. Trái chín rồi, ôi nhìn thấy đẹp quá. Đẹp hơn beo nhiều. Này ha. Đó. Giờ thì giấc sáng nó cũng chỉ mưa nó hơi lạnh lạnh. Không khí lạnh quá. Như trời đang chỉ mưa với thêm u nó hơi tối xíu. Ồ, cô nè. Wow. Thứ gì chịu nổi. Nhìn cái đùm quýt hồng này nó muốn hái xuống ăn liền. Cứ từ từ, quá trời quá đất rồi. Đâu? Ô kìa. Quặng nhánh luôn á. Quặng nhánh luôn nè, bạn ơi, con sáo con cột tùm lum tùm la hết nè. Lấy mấy cái cây này mình chở lại nè, không chở. Sợ nó gãy. Ủa nghe năm đi chứ không có vậy? Gì đó. Nghe chú năm như thôn cũng giùm nắng á. Quá trời cái chùm này luôn nè. Ủa cái này gai. Gai này nhớ hồi nhỏ không? Ở dưới quê thường là lấy để lễ ốc đắng rồi á. Ồ có lụm nè. Đúng không khác gì trong tranh thiệt chứ. Quá đẹp. Mày quá. Bữa nay nó lạng hoạng không sao không cắt hết rồi. Nay mai gì nữa nè. Đây là có mấy trái lưa thưa nè. Đây có cái vùng đó hình như chú có chua phải thì cá chua đó tào lao ghẻ đến đó kìa. Cái này mà đâu khoảng tháng trước con Beo cũng có quay một lần rồi đăng bên kênh Người Đồng Tháp á. Lúc đó bạn thấy trái quá trời quá đắt không? Tại lúc đó là cái mùa gỗ của nó. Còn mấy ngày nay dạng như ông Sáu với chú Năm rồi nè là cắt bớt rồi, cắt bán á. Tại cái này mình bán tới tối 30 là cũng như là rồi đó, là hết rồi đó. Tết với hồng này chú ý mình bán ngày Tết không à. Chứ ngày thường không có.
Mình nghe nói là nó một năm chỉ có trái một lần thôi, vào dịp Tết thôi. Đây, cây này mà cây nhỏ có vỏ nè ha. Trái này trái nấy cành nông, cây còn tơ á, mấy trái nó bự. Giống như là ổi hay là mấy cây ăn trái khác cũng vậy đó. Nó cây mà còn tơ, trái nó rất là bự. Nó tốt quá. Nhìn trái quế hồng thấy thèm không? Wow, chóng mặt luôn. Nè, trái nào trái nấy ông nội ơi, cạnh nông không nội ơi, coi nè. Ồ, quá đã, quá đã. Ý. Ý. Cây nhỏ xíu mà trái quá vậy trái nè. Nè. Trời, bữa nay lạnh quá, đậu gió mà con tôm cũng được. Đúng là lạc vào cái vườn bích hồng thế. Đúng rồi, thay đổi mảng nhãn màu đẹp quá. Rồi, ở đâu vậy? Rồi, hai cái này đẹp nè. Hư rồi. Trời ơi, tướng chú nằm dây thun mà ông chạy ra thang, thấy tội thang quá vậy. Cái gì mày nói? Thôi, cái gì? Đâu có. Rồi, cái thang con coi kìa, nó mục kìa. Gọn chứ mày đã. Hai vô. Tặng chào cả nhà. Mấy bữa trước gặp mặt ở chợ Sà Đéc á, bán quýt. Bữa nay bán quýt rồi. Đó hình như ông Sáu không ta, không thấy mặt. Hình như ông Sáu hả? Ông Sáu. Đó là ông Sáu, chủ vườn quýt đó. Chào ông Sáu. Bây giờ là chuyển qua hái quýt luôn rồi. Bán quýt đắt quá rồi, hái không kịp. Ở cái chỗ đó các bạn. Trái sùm xê chịu cành luôn. Cây lại quay cây trước đó, đó. Dạ. Còn bèo à. Dạ con chào Hải, con có quay sơ không sao? Có quay sơ. Nè, quá nguyên một thúng luôn nè. Hải gì chưa vô trong nhà là con bèo nó bào rồi. Bây giờ tới đầu nhà nó bào rồi. Mình vô vườn quýt mình phải ăn quýt chứ. Em sao mỗi lần mình hái gần đầy bội đó mình chuyển xuống. Cái sản lượng năm nay nó đỡ hơn năm rồi không sao? Hả? Sản lượng quýt á. Năm rồi, màu đẹp hơn rồi. Nhiều hơn năm rồi không sao? Cái giá cả nó được hơn năm rồi không sao? Giá cả nó cao hơn. Vậy cũng ngon, cũng mừng. Ba năm rồi ông Sáu nói như ba mấy, bữa nay năm nay xa 60-70 hả? Ừ, năm nay vậy là ông Sáu ăn Tết lớn rồi bạn ơi. Dễ đâu. Ủa à, ô cái đùm nè. Mê không ạ? Các bạn nào muốn về Lê Dung không? Tham quan vườn quýt hồng. Ai muốn làm rể làm dâu Lê Dung? Ai muốn làm dâu Lê Dung về đây? Hôm rồi là con Phượng cũng có quay một cái clip về đám cưới á. Đó là cô gì con dâu á. Cô dâu đó là con dâu của ông Sáu nè. Đó nè. Nhìn đúng chắc lưỡi thật chứ. Thư gì chịu nổi. Quá đẹp, quá đẹp. Ngoài dòng quýt ra còn cái đây dòng bưởi nữa nè. Một cái chỗ cây này trái nó bự ghê bà. Có cây bự nó riêng nữa, bẻ cho quy. Bên kia thì như cái vườn bên đó không có trồng quýt. Cũng có kìa mà thấy không tốt không? Cái trồng xả là nhiều. Ba đi dắt cỏ nè. Hả? Nãy giờ nghe dắt cỏ không biết lý do. Hay dắt mùa cỏ chưa? Rồi sao? Là chứng tỏ cây này đã bị tâm mua rồi. Trời ơi, cái vụ đó hả? Nãy giờ con đã thấy, cũng thấy mà con để. Con dắt cỏ là sao con không hiểu? Thì ra là dắt cỏ gì là tâm mua rồi. Ôi, thì ra là vậy đó hả? Bán rồi, nó lựa trái bự rồi, còn trái nhỏ nhỏ người ta để lại cho mình đó. Ta để lại cho mình luôn, ta làm biếng mẹ.
cha chứ nó là biến lắm. Sao? Cái này là mình hái là mình hái hết nguyên cây luôn hả chú Năm? Hái hết luôn. À. Nhưng mà dạng như nó không chính hùng cũng hái luôn phải không? Cũng hái luôn cho nó xong rồi mình dưỡng cây lại. À. Chứ không có để treo nữa. Dạ. Người ta quất người ta trước rồi trước ông mà ông chân tét xuống không trời. Tét xuống không mà chết à. Tét vô cây là tiêu luôn á. Quân mặt bữa đó cũng đi cô ta bển mình cũng quay sơ vài clip rồi. Anh này anh nghĩ là hiếu hay chiến quên ta. Ờ mấy cái lẫn lộn chiến hiếu mà. Con bèo biết cắt không chạy. Đúng không? Không bẻ tay nó còn lẹ hơn, nó tại bẻ tay còn mình cầm được. Còn cái kéo còn phải cầm cái tay kéo không rồi mới trái nữa. Cái này là mình bán cho mối hay là mình đem ra chợ chú Năm? À, mối. À. Ồ, trái này chín rồi bạn ạ. Trái này chắc ngọt hả chú Năm? Nè. Ngọt. Thử coi. Trời ơi, vườn nhà mà. Cái đó ngọt nè. Thử coi. Ngọt rồi, chín hết rồi. Thấy trái này nó đỏ rực luôn nè. Nè, con để kéo ngoài. Để xong. Đó, mấy trái này chín hết rồi. Bẻ sao bẻ không để tinh tàn nè bẻ. Để đây. Đó. Chơi nãy giờ thấy không vui rồi đó nha. Chơi dưới đất không hả? Chơi đất không nó giờ không vui vậy đó. Vậy chứ giờ có hang nào leo lên. Cái này kêu nhiều vậy à. Có hang nào leo lên. Mời trực tiếp. Trời ơi trời. Mời cái nhà. Mời cái nhà luôn. Cái nhà đây cho chị. Mới hái được vài trái giùm cái cục bào nữa. Thấy chừng này nó đỏ gực chà bá lửa ăn thử coi. Trời ơi uống vậy. Nè cho ông trái ăn thử nè. Thôi vậy. Ngọt. Trái đó còn ngọt hả? Ngọt quá. Ngọt. Cái này bạn. Quá trời trái không? Mà phải công nhận là mấy cây còn to trái con nãy trái nào trái nấy nó bự thiệt. Ông nằm ở dưới luôn. Ủa ông Sáu mà khoảng cắt khoảng mấy ngày nữa là hết ông Sáu? Bữa nay nó hết luôn rồi đó. À bữa nay ngày cuối cùng rồi đó hả? À, bữa nay cắt ngày cuối cùng rồi. Còn mấy cái cây này là đợi người ta vô cắt luôn hay là chiều người ta tới là cắt luôn? Chút nữa là tới. À, mấy cây này có mối họ dặn trước nên lấy cái cỏ làm dấu. Có rồi phải không? Ừ, Sáu giờ tới à. Hai con lươn, con rắn chung là độ mẹ thấy. Thêm con rùa nữa. Cho nó đi rồi. Thả hả? Rùa nói chung là ít ăn, đa số là người ta thả, là không xanh. Rùa trứng ăn coi mẹ. Hả Chiên? Rùa trứng có đâu ăn hả? Rùa có đâu rồi đó. Quá các bạn ơi. Quá ngọt, quá ngọt. Nó lại ơi. Quá ngọt, quá ngọt. Nhìn nóng nè. Quá ngọt, quá ngọt. Cái miệng ông ăn đúng không? Đó, ông nhét hạt keo quýt. Ông nhét hạt keo quýt cho túi nữa đó. Chịu nổi đúng không? Bào, chứ này bào còn hơn mình đó. Bởi vì ông Sáu mà thấy mình tới là ông bắt đầu thấy mặt nghe, không cầu rồi đó. Nghe tiếng là biết rồi không? Nghe tiếng là ông Sáu, ông muốn chốt, đóng cửa gào lại. Nghe tiếng là nó tới rồi đó. Thằng quỷ ông Sáu lên nó bào dữ lắm. Ông gọi cũng bào, mang lên bào dữ lắm. Quá trời. Nhìn thấy mê không? Có ai mướn ông Năm mình bẻ quýt mướn không? Ai mướn ông uổng lắm. Trời gì. Anh mà hình như là thấy chú Năm không nhiều xuống ký hơn ra. Phải không? Đi bẻ quýt nhiều quá xuống ký luôn rồi. Về đây là xuống rồi. Rồi, không có ai chăm sóc cô bé nó vậy. Không có ai chăm sóc cô bé là nó vậy đó. Vậy là chú Năm đang tuyển ai săn sóc cô bé chú Năm đó. À, mà không có ai hết nè. Kìa. Sao không? Mày bẻ hả vậy? Dạ. Cái đẩy này vô cho tao lấy cái sọt bỏ ba sọt cái bùa bên kìa. Rồi ok. Rồi chiều ai chiều lạnh dưới bữa nay lạnh thôi vài rồi. Hơi xe xe lạnh thôi hả? Leo khó khăn. Hơi xe xe lạnh thôi. Leo hơi khó khăn. Mẹ, cái này sao rồi. Cái khạc không à. Mấy chùm quýt trên nó đẹp. Trái bự không à? Ông đứng làm gì ông lão? Đi bẻ quýt đi trời.
cái buồn nắng đó. Thằng ơi. Trời chạy xe nãy lạnh cong tay luôn cái gì đó hả? Ờ bữa nay ổng lạnh luôn á. Thời tiết bữa nay lạnh chứ bộ sáng giờ mà còn sương mù mua ha. Cắt quýt đi, ở không làm gì trời. Ở không thì mình đang hút cái thuốc. Trời ơi. Các phụ mới có ăn được chứ. Không ai các phụ hay đâu cho ăn. Có một tài mà cũng khó làm ăn nè. Nói gì cắt quýt mình nắng chùm. Ờ nắng chùm. Thì ở chuyên gia cắt ổi, cắt nhãn mà giỡn chơi luôn rồi. Ơi. Để kiếm cái sọt. Đi qua lấy cái sọt cho kiếm. Thường ngày nói không là bữa nay là bắt phải vô làm mới được chứ. Dạ chính xác. Mỗi bữa thấy người ta làm không mà đứng nói bữa nay phải bắt làm lại mới được chứ. Chưa. Trời ơi cái lùm rồi đó quá trời cháy luôn rồi kìa. Bởi vì cái chùm nó sao quặn luôn á. Quặn luôn kìa. Wow. Trời ơi, ba bốn nhánh cây mới lại cái chùm đó đó. Những chùm thấy hang thì cả. Ôi mình hút cỏ rồi mình hút luôn. Cái này hồi hồi cũng được rồi. Chùm á. Chùm xuống bay xuống quân cái đụng bây giờ cái ấy cây mới được. Cái này để mấy người chuyên nghiệp mới được. Thôi mình vô đất liền. Vô đất liền. Bự đất ra. Chùm, nó nhỏ nhỏ hả quên. Con bóng nhỏ nhất luôn á. Từ từ đây bé tới trường lâu không? Lượng không đúng 20 kg à? Ông mua tặng ghế hay gì chú Chiến? Ừ. Ghế chưa? Tặng ghế ta. Nghe ông nói sắc hàng à. Tặng rồi tặng ghế người ta. Tặng rồi tặng ghế người ta nữa. Ghê hồn thiệt. Nghe nói thấy hàm thấy thèm luôn. Có cao kê tôi thương vợ người ta. Chú Chiến này cũng hay qua bển đi câu tôm lắm, bữa nay do đi bẻ quýt rồi không có đi câu tôm. Ông có keo thôi Nam. Hả? Ông có keo ngâm rượu chưa hả? Cái sang ngâm rượu hả? Cái keo á. Cái keo á hả? À. Chưa. Đang bước ba ghê chùm ghế về ngâm rượu nhau nè. Ông bước ông keo ông chèo lên mà ông bước ông chụp. Làm sao ông đang mấy cái nào mà cao quá mà mình chèo thang cũng được đó. Mình có kéo cái lồng đó mình cắt luôn. Cái thằng khơi ngoài dối không tới cắt kéo. Cắt kéo thì nó lâu hơn ha, sao? Cắt mình cắt tay nó mau, lãi mau. Ủa mà cái này mình cắt xong rồi sau này mình có tỉa lại không sao? Tức là mình danh lại á. Ra viên mướn nhân công á. Dạ. Cắt ba cái nhánh khô với ba cái trái non bỏ hết. Dạ. Mà năm nay ông thấy không có mướn. Sao chứ nè? Năm nay có chú Năm về rồi. Có chú Năm về rồi. Ông có mướn. Dạ tại vì con nhớ nhà con hồi đó làm trồng nhãn đó thì mình cắt nhãn thu hoạch xong đó bà đầu mình tỉa lại danh lại năm nay có chỗ Năm về rồi sao không có mướn đâu. có kỹ thuật Sài Gòn về rồi ông đâu có mướn nữa hả cậu ghê vậy nghe nói dữ không mà con không biết là chẳng hạn như mấy cái vùng đất khác á là họ trồng quýt hồng này được không sao đất nó thích nghi không á dùng đất là dùng nhiều. Dạ. Bởi nghĩ cũng tự nhiên ha, thiên nhiên các bạn ngộ ha, nó có thổ nhưỡng mỗi cây trái có thể khác nhau. Nghe ông Sáu mình nói không như mình trồng ở chỗ khác như giờ, thí dụ như ở dưới nhà mình đó mà trồng cái quýt hồng này coi như là thua rồi đó. Đúng rồi, dưới cổ kiếm mà thua. Dạ, nó có thổ nhưỡng của cái đó, miếng đất nó sao ha. Đi vào xuống ở dưới nhà mình đó. Còn với con đâu thấy ai trồng quýt hồng đâu. Qua đi vào với nhà mà ngầm kia cũng có mười mấy công á. Đất cồn nó cát nhiều. Cũng mười mấy công đất cả nhà á. Nhưng mà cái quýt này nó hồ mặt nó không chịu. Dạ. Dạ qua cũng mới vào xuống nhà măng ngập. Chú hả? Ừ. Qua vào dưới hồi tầm 12 giờ ạ. 12 giờ đêm hả? 12 giờ trưa. À. 12 giờ trưa vào dưới. Nhau dưới rồi ngồi nói chuyện ở dưới ổng ở dưới cũng có chục công á mà không trồng quýt được. À. Dưới ổng trồng sầu riêng nhãn. Nó tùy theo thổ nhưỡng đó. Ổng trồng sầu riêng nhãn với mít. Ổng nói có trồng thử rồi trồng quýt nó không có hiệu quả, nó không hợp. Cái này là dễ hái dễ ăn nhất nè, nó sát bên luôn. Còn trái này chín nó gật luôn rồi. Dạ. Trước ngày sao không thấy. Hả? Bữa con nay chờ kêu giao quýt bánh giùm kìa. Có ship hết á. Có không? Có hết á.
ổn phận mà bữa nay tính mua quýt gì bảnh luôn á hả? Trời ơi, con ta kinh doanh dữ trời. Thằng ơi, kinh doanh mua quýt về bán quýt bệnh nữa chứ. Ừ, gì chịu nổi. Kinh doanh quá. Mấy ngày nay mà siêu mẫu ba cũng đỡ mà trúng cá. Hình như bữa đó anh Chiến đi hình như là bữa đi theo có con cùng vợ à, hình như mà. À. Cạo lô quất làm hai luôn. Hình như bữa đó cái clip đó bị xóa phải vậy. Hình như sẽ ít quá, hình như có con hai con phải không? Có một con một mà. À vậy bởi vì cái clip đó đâu có đăng được. Có một con cá hay sao nên xóa rồi. Bữa hổm thấy con lên nè. Dạ. Cái lấy bữa con đi á. Không thấy mấy bữa trước chín trước được. Dính được con một với hai ba cá gì vậy? Cháu cháu. Cá cốc khác, cháu cháu khác. Nó thấy chứ con cá cháu cháu nó gọn mà nó dài. Còn cá cốc nó ngắn đầu mà nó chiều ngang nó bự. Kêu cho cháu là cũng như kiểu nghĩ nó kêu cái cậy ra chứ. Kêu bắt cái dài á. Còn cái cậy nó khác nữa. Tính ra đại ca Chiến mình cũng gành dưới cá dữ ta. Này giờ cũng ít ra sông tiền cũng gành dưới lâu lâu mới ra lần hai lần. Ủa đụng nó rụng quá trời không sao rồi. Đụng quá trời rụng quá chứ năm rồi chứ năm lúa lắm. Bữa nay dạng chuyển mưa nó hơi âm mưu quá nên màn hình nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Cái cây này hình như là nó ấy rồi không ta, nó có người đặt rồi ha. Ủa cây đó thì... cây đó còn tơ quá, trái nó bự. Mấy cây mà quýt hay là bất kỳ cây tre, cây trái nào cũng vậy bạn. Lúc mà cây nó còn nhỏ mình hái rất là mau luôn. Cây nó bự mình phải chèo, mình giới, mình hái nó lâu. Giống như ổi, nhãn nhà mình vậy không. Cây nào tơ đi vòng tròn cái cắt cái xong liền à. Còn mấy cây cao vậy nè, trời ơi phải chèo. Rồi thêm cái nhánh nó ra nó mình đã phải lãi nó, bởi vì nó lâu lắm. Cao năm thùng không có cao, ổng biết dắt không hả? Năm thùng quá, ổng ớn quá. Nó rụng. Có gì nào mà đi rụng lên đầu con chứ chứ. Trái hư nó rụng quá trời. Ồ, ok nè. Nó cái sao đó kêu hết rồi, quýt nó gõ lên đầu. Đứng đây có đó. Nguyên chùm chú bò này có đó. Làm sao? Bò, nó hư, nó rụng. Nãy giờ mấy thúng rồi. Ủa nãy sao chỉ mưa kỳ cục á? Sáng giờ âm u mà thêm hơi lạnh sương mù nữa chứ. Chỉ ngồi u nãy giờ. Không có cây này nè. Quá trái luôn mà ngồi chịu cành kìa, xum xê. Ông Sáu không lấy cây mà ông chổi mà chịu không thấu à. Ủa. Nè, cô ô cái đùm này trái nó bự. Ủa sao còn hai trái bên đó? Thấy hàm thiệt chứ. Đó là có còn dưới 100.000 rồi. Ông bẻ không được rồi, giảm không trừ hai trái bên kia còn sao còn đó cậu. Làm sao đẩy xe vô rồi đó. Mình để vô nhà rồi hồi mình thấy gì chứ còn phải lựa nữa bạn. Lựa rất là kỹ luôn mấy trái nào mà dạng có cái dấu thâm đen này nè. Là dạt ra rồi nè. Không bán được. Con thấy chứ giờ ở dưới quê cây ăn trái thì bắt loại bất kỳ một cái loại cây trái nào cũng vậy, họ rất là khó tính luôn. Cần đốm đen hay là cái gì ổi, nhãn, xòi, xiết gì cũng vậy chứ. Cái này trồng quay ha. Cưng ra. Bên đó là cái vườn khu du lịch đó mà hình như là hết tham quan rồi. Tức là mình nhìn thấy cái nguyên cái vườn quýt hết trái rồi đó. Bữa nay cặn tết rồi, bởi vậy người ta cắt bán hết rồi, dứt điểm rồi.
để tranh thủ mà người ta chưng Tết lúc mà trước ngày 30 đó, khoảng 28, 29 là bắt đầu là nhà nào cũng vậy chứ, là bắt đầu người ta trưng mâm ngũ quả đồ này nọ rồi. Cúng hung thiên bàn thờ đồ này nọ. Năm có mùa 1 á thì chỉ có vào dịp Tết mới có trái à. Mình phái cái cây này nè. Cây này trái là nó chín mùi luôn, đâu cực. Wow. Cái cây đó hình như bị ngủm củ tỏi rồi kìa. Cây nó trái chịu cạnh thấy mê ha, chín quá là chín. Nhưng mà do mà bầu trời nó hơi tối, bạn coi cái màu sắc nó không được đỏ gực cho lắm. Phải công nhận nó đẹp thiệt, cái màu hồng hồng luôn. Giống như cái điều hồng vậy đó, cái màu nó dạng như nó ửng ửng đỏ đỏ hồng hồng vậy, coi đẹp. Chứ bạn vậy thấy vậy chứ trái quýt quýt đường mình thấy không đẹp không, xanh lè à. Quýt hồng, quýt đường là nó chín nó cũng màu xanh nè, còn quýt hồng này bắt đầu nó chín, bắt đầu nó cái màu đỏ, màu hồng nó bắt đầu nó chuyển qua ửng đỏ, coi rất là đẹp. Hai ông chịu con giao cho hai ông đó nha. Không chở qua xe. Rồi rồi. Ủa gì có để riêng hết trời. 2 3. Chụp hình 4.0 nè. Bạc bắt rồi. Cà bắt vậy đó. Giờ ông Bèo đang gì đang lựa ra nè. Dữ dằn chứ. Kinh doanh chứ. Kinh doanh gần Tết kinh doanh dữ dằn lắm. Ông Năm đâu chụp cái chớp đó mướn 100.000 ông Năm. Cái đó hả? Cái đó ông Năm ông kẹo lên đó con cả vấn đề à. Nó hiểu quá không chứ. Bây mấy ngựa mớm gì mình thấy không cũng có lợi lắm chứ giỡn hả? Không có lợi á. Ủa Năm ơi, cái này mình Năm cắt mình ra lái lửa luôn. Cái này của mình cắt ra ngoài lửa luôn à. Cái cây hồi nãy khoảng nhiêu ký nào? Cây con Phượng á. Cây con Phượng hả? Cây con Phượng chắc cũng khoảng bao nhiêu ký? Cây đó chắc còn chừng mười mấy 20 ký gì vậy? Mười mấy ký thì lửa chừng này ra thêm. Thì nữa lửa thêm còn mấy cây nữa mà. Tại vì hôm qua tại hôm qua bẻ bớ cây đó trước rồi, hôm qua bẻ bớ cây đó trước vào bên cho bên Suya. Hôm qua tới Suya bẻ bớ con trùm đó cho nó lẹ. Phải gửi xe. Cái này chắc nghe bẻ một hồi nữa là hết, còn mấy cây nữa. Cái đợt rồi ông Phượng đi quay trước đây 1 tháng mà bạn coi cái clip đó bên kênh Người Đồng Tháp bạn coi mê ha. Là trái là sum xê chịu cành luôn. Tại 3-4 ngày nay là cứ cắt bán cho khách hàng á. Lấy ra ngày 3-4 cây, 4-5 cây á. Nên còn lại mấy cây cuối đây nè, để dành bán ngày cận Tết luôn nè. Là dứt điểm luôn á, bữa nay nữa là nghe nói là cắt dứt điểm á. Xe chú Năm coi cái mỏ trơn à, thiếu nữa. 50 ký có 3 thùng vậy. Bao nào? 50 ký vậy. Nhẹt không á? Nhẹt á. Chiếc chân 50 á. Ông khác sàn lên ông chở thiếu nữa. Ê gà chú ngồi chú biết. Ăn 4 chai này thôi là cũng đuối đuối nè. Không có bàn tay mình nè. Bự. 4 chai đều gan. Nghe nói là cái vỏ quýt này cũng là làm bên thuốc nam nữa đó. Cái vỏ quýt hồng này nè. Nghe chị bệnh rồi nó muốn gì mát gan gì phải không ta? Cái gì? Hả? Cái vỏ quýt á. Nước uống. Uống. Cũng làm nghe nó làm bên thuốc nam gì nữa đó. Thuốc nam à. Ừ, uống hình như mát gan gì cũng biết nữa. Ủa Năm, cái sọt vàng này bỏ qua thúng luôn được không Năm? Bỏ vô mát vô tổng nó lựa ra cũng được. Mày biết lựa quýt không? Không biết, biết không à. Trời ơi, cái vụ đó nữa hả? Hên xui hả? Thì thấy nào đẹp đẽ thì mình lấy thôi. Nào đẹp đẽ đó. Cái gì vậy? Mèo thấy nào hồi ngồi dưới gốc cây quýt này thấy nào? Cũng có chuyện nè, coi nè, nó rụng tùm lum hết trơn kìa. Không mà quýt không sao đâu, sợ sợ sầu riêng thôi. Thấy ghê không? Quýt này không sao.
cũng bể đầu hết chứ. Ủa còn mấy trái quýt này là sao bó qua ngoài vậy Bèo? À. Wow. Thì ra ông nói là ông để riêng này để ông để dành cho ghệ ổng. Giữ dằn hơn giữ dịch thực chất. Leo lên mắt nữa ai. Ê dạ. Chớp mà lại tôi lấy cái chớp là lấy 100 ngàn đó. Điều vệ quýt cho ông Sáu mà lấy tiền 5 không hả? Tại vì tội vệ bỏ chớp. Là có cái chớp mà. Để chừa chớp lại nữa. Mấy cái mà ngoài xa quá là điện thoại mình lấy kéo mình cắt giống như nãy ông Sáu không cắt luôn. Tay mình giới không tới. Ủa gùa luôn nhèo. Ủa em. Hả? Gùa luôn. Dẫn muối được chưa? Hả? 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 Nào rồi em trai. Chụp anh cái cây này coi. Ủa gùa mà hả? Giờ thăm lớn nó nói chết ngọ hộp sao? Ừ. Nổi nổi đâu mà không chết. Ừ. Ra tôi mấy ông phóng xanh thở cái ớt cái đèn giữa chừng cái thả rồi nó lội đuối chết mẹ cho. Ủa cái thiệt cái vụ đó thiệt không sao? Thiệt chứ hỏi theo ông lội bây giờ ông đuối không? Ủa nhưng mà con rùa là mình thả mà sao lớn được mà. Ớt với rùa người ta ở mấy mương vườn á. Hả? Dạ. Mấy em cái bà cũng mát không mình cho chạy gió không quá nữa vô bờ nó khỏe như mình nếu không mình mạnh mình lội trong cái mình cũng đuối nữa. Thả cặp cho mé được không sao? Dạ thì có thả cặp cho mé vô bờ nó nứt rồi. Cặp cho mé cho ờ nào giờ ông Phượng thả phóng xanh thả giữa sông tiền không à kêu thả mà đó nó linh chạy ra giữa sông tiền thả không sao nó lội không nổi nó chết. Tại vì con nghĩ con gùa thì lội ngoài biển mà. Ngoài biển nó ở rồi trong ngoài biển. Đấy con cái con đắp. Này này. Nó nãy đem xô quên đem xô luôn. Đây là thả thì mình thả cặp mé. Mé nặng coi đỡ đâu. Chỗ đó còn Phượng nữa vậy. Mấy trái này chín hết trơn. Nay ngày cuối cùng rồi bởi vì chín quá thì chín luôn. Chú quýt nãy bạn thấy cũng ngọt thiệt. Bởi vì cái màu nó sắc nó đẹp đó, bởi vì người dân miền Tây mình nó ưa chuộng là thường ưa chuộng chưng vào những ngày Tết là vậy. Nhìn cái mâm nó đẹp. Cái mâm trái cây mình chưng á, nhìn thấy cái màu sắc này nè, cái màu này nó nổi. Nhìn rất là đẹp bởi vì người dân miền Tây ưa chuộng mỗi lần mà Tết á. Thường mua quýt hồng nè, chưng mâm quả. Cây này bên đây nè. Bên đây nè. Cái đó bẻ bên năm đó, nàng bẻ cái chớp trên này bẻ cái chớp trên chớp nữa dài dài chấm còn. À đây. Con giao cho hai ông này lựa cho con xong rồi hai ông này xếp qua cho con. Có đó hả? Đó, nãy chú mới nói rồi. Ủa, năm thì không nói mà. Con không biết thì con giao hai ông này xếp qua cho con. Xếp qua. Con biết cái chớp đó trời. Chớp nào? Chớp này nè. Chớp đó kêu bên nào mượn không ngủ hả? Có trời. Chớp đó quỷ vào. Đâu rồi, đưa thằng mở tôi lên tôi chụp cái tôi lấy 100 ngàn. Nó chơi gì chơi éo kèo rồi. Bà. Cây con nào bẻ à? Hai tới rồi. Tới khu nào mới bẻ à. Dán lên đợt có 100 ngàn đi, có thằng đang lên tới à. Ở này là bưởi gì? Bưởi da xanh. Bưởi da xanh. Ồ, này bưởi da xanh. Mấy cái bưởi của ông Sáu nè. Ủa, trái kìa. Đó này. Ồ, mấy trái này chưa đâu. Tháng 2 nữa. Tháng 2 tháng nữa được. Chưa chín. Đây có cam này, như cam sành này, này. Đầy đủ hết. Ồ, có bạn coi cái nhánh bên đó cái quýt hồng nó dè cái mé mương rồi. Chỗ rồi 6 7 cây chịu không thấu nó không. Đúng chịu cành thiệt chứ. Xum xê. 5.
có người ta ta mập để mà đứng ở dưới đi chịu, bắt nó lên hang lên tới đọt mới chịu. Ai kêu ăn cho mập mà không lo. Lên tới đọt mới chịu. Đó. Khỏe đã rồi cũng cuốn. Nam. Hả? Cái đó chờ cho ông Quy gì đó. Còn Phượng tính mua nhiêu ký? 50 ký hả? Dạ. Ồ. Bữa nay qua quýt về bán luôn bạn ơi, thứ gì chịu thấu chứ không? 50 ký hả? 50 ký. Phải mà. 50 hay 50 ký? 50. Gì vậy? Mèo nó thiệt á, Phượng nó thiệt à, tại năm nào thấy cũng mua về em gì bánh bán bánh mà. Có mối mang ghê lắm. 1 ký vậy là 30 ngàn. 1 ký lại 20-30 ngàn không à. Ký không giàu sao được. Nhà mấy ngày tới ông bà biết nhiêu tiền hả ông Năm? Đó không, chú ổng, chú Bèo, chú Phượng còn nói ừ nữa hả không? Chú Năm đây là em của Đại ca Hồng mà. Đại ca Hồng thì thứ ba. Còn ở đây là thứ năm. Đó. Mấy cái bò này dối dối. Dạ. Phải nói là Năm Như Thùng mới biết hả? Ủa không biết rồi, có người tìm tới rồi. Năm Như Thùng. Còn cái bị đỏ quét qua bên kia luôn rồi Chiến ơi. Chỗ nào? Bên em á, chỗ cầu hang là ngay đầu hang á. Tự leo lên. Không chỉ đâu rồi á. Tính ra cái vườn quýt này là khoảng ông trồng khoảng bao lâu rồi ông Sáu? Khoảng bao nhiêu năm ông Sáu? Gần 20 năm. Ồ. Ừ. Oh. Lão cái chết thì dẫn dẫn đi hoài. Dạ. Vô chết khi nào dẫn vô cái nấy. Dạ. Đừng có ăn chứ mà đợi chết hết thì chồng ta vô cái liền đi. Dạ. Nhậm hoài. Để ngoài thúng người héo cha truyền con nói. Cha chết thì con rất lên. Dạ. Nghe ông Sáu nói thì cái vườn quýt này ông Sáu trồng cũng tầm 20 năm rồi bạn. Mà thường là bao mình trồng, nếu mà tính thời điểm mà lúc mình trồng nó là khoảng bao lâu nó mới đầu mới cho trái được ông Sáu? Từ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Dạ. Cây nào chỗ nào tốt thì 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Cây nào nó hơi về cái chỗ không tốt thì 3 năm. Vậy là tính ra cái thời gian của nó là cũng na ná giống như trồng nhãn vậy ạ? Đại nhãn với trồng nhãn thì cũng đại khái khoảng 2 năm rưỡi 3 năm. Chiếc cái nhánh quýt dài là trồng mau đó, 2 năm có trái rồi. Dạ. Nhiều trái không có nhiều tơ tơ cũng như cái đó đó. Dạ. Dạ. Tối qua chợ đi chơi nè. Nha. Sáng hôm nay đáp mà đi bao nhiêu giờ mà sông Tiền bữa. Dạ. 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 Hả? Quýt con bẻ luôn không? Cái nào? Cái nào quýt chén không phải tại bẻ luôn không? Này, ba chắc sinh giờ hả? Không phải, không phải nè. Thôi để đi bẻ ba cái ấy đi, để ba đó nhiều lắm, làm nó tao mướn nó đọt cái được. Dạ mày chụp tao bẻ luôn cho. Thôi bẻ nó lâu lắm, bẻ ba chín như thì hết rồi mà rửa, còn nhiêu đi chợ chút sớm. Quýt nhãn thun nè, quýt nhãn thun nè. Ủa, quýt nhãn bẻ sao nè? Quýt nhãn sao nè? Cái đó chuyện của ông cũng không phải. Nè, còn đây nhánh nữa nè. Chưa, nhánh đó ngoài đúng sao? Còn đó nghe, tôi hết cây đuôi đó nghe. Còn chớp đây nó xong đó à. Cái nãy quá thì mình lấy kéo mình cắt đi chứ Nam ơi. Đâu được. Hả, không được hả? À, tính là nếu mà lấy kéo cắt là thua 100 ngàn hả? Trời ơi, tự làm khó mình cá, chịu biết không? Không phải là cá gì, bẻ trượng chớp là 100 ngàn đó. Ủa mất mới gì cái cân nữa đi. Chiến chiến. Rồi, để móc nhà cái coi. Móc vô giữ vậy đó coi. Cái gì móc? Con leo bẻ quất đi. Còn ghế rồi. Đi hết mùa này là ông giảm xuống chừng vài ký thôi. Đúng không? Con lấy cái cây có nạn nè. Con móc cái nhánh này vô cho chú Năm cái nè Phượng. Ừ, đúng rồi. Nhậu thì người ta ăn vừa vừa thôi. Ăn quá. Ơi đâu rồi. Rồi, giữ vậy, giữ vậy, giữ thôi, đừng kéo nữa, giữ thôi. Ở vậy thường là nhậu là bào dữ lắm hả chú Năm? À. Sao bây giờ em chứ mới nói vậy nè. Con giữ thôi. Đừng lo vừa lo quá nó té cái này. Ăn vừa vừa thôi. Ngưng nhai thì giống mặt buông đũa thì ói. Cái thật
xấu chỗ đó đó. Nó tật xấu về cái ăn á, ăn uống đó. Đi nhai á, cái mặt mình đổ được, đổ nhão là gì á. Mỗi lần nhậu ông hết nửa nồi cơm á. Dạ 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 dạ. Không mà thấy hình như ổng á. Cái nồi chén nhiều phải không? Hình như là chú Nam này ổng ổng ăn rau phải là đương kim du lịch luôn nè. Chỉ có ăn chén à, chén ăn cơm. Lúc trước mỗi lần ấy mà ta thấy chú dưới đằng nhà đại ca Hồng mà thấy ổng ăn nguyên một ổ rau thấy ớn ốc rồi. Rồi. À. Từ 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 để chú ấy ra con cái. Rồi, buông. Rồi. Đó. Ăn dao cũng người ta lấy dao rồi từ cắt gọn ăn dao lấy ngái. Lấy gì ngái gà cắt gọn không ra. Là dầu út à. Ồ, nguyên gõ, nguyên vợ, nguyên một sọt. Sao ta? Không à nè, ông. Wow. Sao ta? Thấy cây đó buồn nhiều lắm nha. Thử thử đi anh ơi. Mướn không? 100 ngàn. Wow. Trái dưới hơi nhỏ, trái mấy trái này ngọt hái luôn. Cho nó nhẹ cây. Năm ơi. Trước sau gì mình cũng cắt hết luôn mà, mình danh tà lại. Mình dẫn cái thang mình bắt á, mình hái luôn. Mướn không? Sao? Ủa. Chập nhánh là hay. Mấy trái này đẹp. Không lưỡng, chờ bá. Nhánh này hả? Nhìn thấy heo quá mà. Thôi, tiếp là không tiếp thôi. Vậy tiếp, không muốn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị xong rồi bạn ơi. Rửa tay. Giờ vô rửa tay rồi thôi. Rồi, vô rửa tay đi. Nhìn chú Năm vô chưa? Rồi, bye. Rồi, bye. Thôi, về ông Sáu ơi. Bye Chiến. Rồi, vậy Nam ơi nhà, bye bye. Giờ bắt đầu vô giống mình quay ha, thành quả bạn ơi. Xong rồi. Còn cây này thì chắc như chiều gì đó. Có cái mối nào đó mà hồi nãy mình cũng nghe nói đó. Là lại hỏi cắt hai cây này. Chiều lửa ấm nắm xít cho con. Mối màng cốc kén không. Chiều cái gì chuyển quýt qua giùm phải không. Ghê thiệt chứ. Đúng kìa, đúng kìa. Chập vậy sao kìa. Thôi về luôn rồi. Về về thôi. Xong rồi. Chiều thì chú Năm nha, chuyển qua. Cái này chút xíu nên ta cắt luôn rồi nè. Cắt chiều. Chiều qua họ cắt rồi bắt đầu cái mối qua họ mình mới cắt được. Xong để họ đem lên xe rồi họ chạy về. Chắc mấy cái quýt này ồ trái nó bự kìa. Quýt này bảo đảm cắt một khúc 20 giây là xong liền nè. Cây còn tơ đang đứng khòm khòm. Nguyên mùa cỏ là biết rồi. Bụp 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 cái là xong liền. Giờ là cỏ, còn mấy năm trước là biết không. Dán giấy lên cái cây nè. Bèo bữa nay qua đây công đôi chuyện không. Vừa qua đây chủ yếu là cắt quýt xong đem về bển bán Tết. Mỗi người ở dưới chợ An Hiệp ăn mỗi người 2-3 ký gì đó. Tổng cộng là 50 ký. Nhà ông Sáu có cây tiêu xanh nữa. Bởi vậy mà lâu Phượng với Sư Mẫu mỗi lần bả lên trên đây là bả bào tiêu xanh về là món. Bào quá trời, trái còn nhỏ chưa có bự cho lắm. Tiêu xanh này mình kho cá đồ á, mình để vô ăn rất là ngon. Ông Sáu cũng trồng cây thanh long quá trời trời bự luôn bọn coi kìa. Nó trèo lên tuốt trên kia luôn à. Wow. Quá trời cây thanh long này luôn. Cái này mà tới tháng mà nó có trái nhìn mê lắm, nó rõ gực luôn á. Nhìn thấy ham ha. Đúng không ấy? Ở sau vườn mà vừa mới vô tay nghe má. Ha ha ha, biết bà Út rồi. Ủa mới qua sát luôn hả? À, mới qua. Út đó, em gái Út của đại ca Hồng đó. Mới sáng về đi bán quýt đó, mới về tới. Mèo gì đâu mà bào từ ngoài vườn vô tới đây luôn ta. Con đi lượn phải bào. Ừ, hết quýt xong rồi tới nhãn. Nó phải à. Dạ. Phải đúng không nha. Đây cô dâu hôm bữa bên kênh người Đồng Tháp. Đó là bà Sáu. Nãy giờ không thấy bà Sáu. Bà Sáu đi chợ mới về. Dạ. Đây nè, đây là một hồi xíu nữa là mối họ tới bắt đầu họ lựa ra, bắt đầu họ đóng thùng xốp á. Họ gửi lên Sài Gòn hay là mấy cái mối sỉ và lẻ đó.
ngồi xíu nữa là mối họ tới. Ui, nhìn thấy ham ha, quá đẹp luôn, vừa đẹp mà vừa ngon mà vừa ham nữa. Đây nè. Wow. Còn phía trước này là phía bên hông nhà này, cái này là khu du lịch nữa, du lịch cho khách tham quan. Ở đây phía trước này có số ghế rồi nè, cặp theo cái mé sông nè, để cho dạng như khách tham quan họ ngồi nghỉ ngơi đồ, uống nước đồ. Bên kia là chợ đó, mà giờ này cũng hơi vắng rồi, giờ này cũng là gần 10 giờ mấy, 11 giờ mà vẫn thấy cái bầu trời nó vẫn còn âm u giống như kiểu mới hừng sáng nè. Này là khách du lịch cái gì nè, khách du lịch nè, tới tham quan mấy vườn quýt hồng Lai Vung đây nè. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cô dì chú bác anh chị và các bạn xem clip vui vẻ nha. Thì cũng nhân dịp năm mới thì mình cũng xin chúc cô dì chú bác anh chị và các bạn có một mùa Tết thật vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn phát tài, quản sự như ý nha. Chào cả nhà.